sau cùng chúng ta sẽ đi tham quan rồi ăn sáng rồi chuẩn bị kế hoạch đi Tuy Hòa. Tuy Hòa sẽ gần cho nên là chúng ta cứ từ từ đi thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi ăn sáng. Rồi cái đây là cái sáng sau cùng mà nhà Abo ở Quy Nhơn trong chuyến đi kỳ này. Sau cái buổi sáng này thì nhà Abo sẽ di chuyển về Tuy Hòa. Thì cảm nhận về con người ở Quy Nhơn này thì rất là thiệt thà chân tình. Mặc dù là trong chưa có tiếp xúc hết, chưa có khẳng định được, nhưng mà những người mình tiếp xúc thì mình cảm nhận như vậy. Đây là bến xe Quy Nhơn. Ở bến xe Quy Nhơn sẽ nằm trên đường Tây Sơn. Nhà Abo đã ghé đây 3 lần rồi, 2 lần để lấy hành lý và 1 lần để gửi hành lý ngược trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên khi đi chơi thì phải có đồ dơ, cho nên là chúng tôi sẽ gửi đồ dơ về trả ngược lại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi phát hiện có một cây bàn được gửi
cái bàn này bằng giả mà cái thân nó thân giả. Chúng tôi sẽ gửi những cái đồ này về thành phố Hồ Chí Minh nhé. Sáng hôm nay cũng nắng rất là xanh đây, có vẻ là trời thương nhà Abo. Nhà Abo đi tới đâu thì trời sẽ trong mát tới đó. Gửi về tới Lê Hồng Phong luôn hả? À, phải U Lão hả? À, rồi. À, bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi. Rồi, đây là đường Nguyễn Văn Cừ. Cả nhà Abo sau khi đi từ bến xe ra khoảng được 200m ạ. Giờ gặp đường Nguyễn Văn Cừ, ở đây sẽ có những cái quán cà phê rất là dễ thương. Và có một cái quán bún phở 152 Trương Dương. Đường này là đường Trương Vương hả? Trương Dương chứ không phải Nguyễn Cừ. Đây là đường Trương Dương 151 Trương Dương. Sẽ có bún phở, tái, xương, cá, đủ thứ để các bạn có thể lựa chọn. Bạn Bo và mẹ bạn Bo đã vô trong rồi. Đây là tô bún chả cá Quy Nhơn, rau, hai tô bún chả cá. Ở đây cũng là mình giống phở hơn là bún bò hơn. Rồi, thôi ra cái gì thì ăn cái đó. Vừa ở từ 151 Trương Dương ra, ở khu ngoài này người dân Bình Định rất là dễ thương. Vừa mới nói chuyện được với hai cô chú ở Bình Định cũng dễ thương. Dạ chào cô. Dạ. Rồi chủ quán cũng dễ thương, mà con gái của chị chủ quán cũng rất là dễ thương. Lần sau mà ra đây là mình nhớ mình ghé lại đây nha. Dạ. Rồi phía trước các bạn đó là đại lộ Nguyễn Tất Thành, còn phía bên trong này lại là một con đường tên khác nha. Không phải trùng trục như vậy là cùng tên đường, nó là một cái tên đường khác. Rồi phía bên kia là Phùng Hưng nữa kìa, nó là một cái tên đường khác nữa. Ở Hà Huy Tập phía trong này, ở không gian nó rất là thoáng mát. Và nhà Abo sẽ chọn uống cà phê ở đây, quán Coffee Marina. Rồi ngay bây giờ tại Coffee Bar Marina chúng ta đang có một ly espresso. Đúng ra là chúng ta sẽ uống espresso đá, nhưng mà do chị Thư quên cho nên là em mang ra một ly espresso nóng. Rồi thêm một ly trà đá. Trà đá ở đây sẽ đựng trong, chứa trong một cái ly màu đen khá là dễ thương. Có vị gì? Nói chung là không có vị gì đặc biệt. Còn đây là ly cà phê nóng. Đi đen nóng của anh Phê. Anh Phê thì ít uống cà phê đen nóng lắm. Espresso nó nhẹ hơn. Rồi, có bánh ha, mình sẽ uống. Đó là sữa đó, đổ vô đi. Rồi, tranh thủ đổ vô đó. Ly sữa đựng trong cái ly đó là dễ bánh thương. Rồi, bánh ăn đi, bánh. Đổ vô tươi sáng luôn, nó mới được lật lợp chứ không uống đậm chứ lắm luôn. Chị Thư đang đổ cái ly sữa vào. Còn anh Phi thì sẽ kiểm tra xem coi đồ đường bên đây nó ngọt đủ ngọt chưa. Thêm miếng đường nữa. Rồi bạn nam thì đây, ly này là ly bản tiểu của bạn nam đây. Rồi đây ha. được không thì chờ đá ha, nếu mà muốn thì lấy riêng đá đây cũng được. Rồi anh cảm ơn nhiều. Lấy kêu mua đang làm rất là dễ thương, rất là cao cấp. Hy vọng là ly cà phê này em nó sẽ tính tiền nhiều chút xíu, chứ để tính tiền rẻ quá mình sẽ nói Quy Nhơn bán cà phê cũng rất là rẻ. Cà phê Quy Nhơn rất là ngon nha, cà phê pha mái rất là ngon. Cà phê pha mái của Quy Nhơn cũng 13-15 ngàn một ly thôi, nhưng mà vị rất là thuần cà phê. Rồi thôi mình sẽ uống cà phê mình ngắm cảnh ha. Sau khi mang đá ra rồi chúng ta cho đá vô đây. Ly cà phê màu đen, cái lòng trong màu nâu, cùng màu với cà phê. Cà phê ngoài này là màu nâu nha, chứ không phải màu đen như Sài Gòn. Sài Gòn là màu đen, đen thùi lùi. Có những cái là đen của pin, có những cái là đen của bắp, có những cái là đen cái gì không biết, nhưng mà cà phê nó thường nó sẽ màu nâu như vậy đó. Nhưng mà cà phê này mà đem vô trong kia cho mấy ông trong kia uống thì ông nói bán cho ông cà phê giảo, bán trà đá, gọi là bán trà đá. À, mình làm miếng ra. Cà phê này uống một lần vô là chết á, giật chết á. Phải nó nặng, nó đậm á. Cho nên mẹ có mấy mốt mẹ có uống, mẹ uống espresso thôi. Cái này là pha mái. Thấy cái chị bán bánh da heo mới đi ngang thì nhà Abo mua hai cái và ăn
bánh da heo, thực tế là có hai cái lớp bột màu xanh, ta kêu bánh da lợn, mình kêu bánh da heo chơi cho vui thôi. Ở chính giữa này nó sẽ là đậu xanh. Nhưng mà ngày xưa thì người ta gói bằng lá, và bây giờ thì người ta gói bằng bao ni lông, bịch ni lông. Biết là cái chuyện sử dụng ni lông là phải hạn chế, nhưng mà chỗ này bây giờ sao giờ? Lá thì nó mau hư, ni lông thì nó tiện hơn. Ngon. Đúng được. Không. Thôi mình sẽ đi vòng qua mộ cụ Hàn Mặc Tử xem coi có gì tham quan không. Rồi mình sẽ về mình trả phòng khách sạn, còn nếu thực sự không có gì để tham quan thì mình sẽ đi về luôn. Rồi mình sẽ đi lấy xe mình tuốt ở trong đây. Rồi nhà Bo đang đứng ở đường Hàn Mặc Tử. Ở đây nó sẽ có một cái ngôi mộ của Hàn Mặc Tử, nhà Bo định đi tham quan. Và đang đứng ở khu ngã ba khu du lịch Gành Ráng và đường Hàn Mặc Tử. Theo cái bản đồ Google Maps á, thì nó chỉ cái mộ Hàn Mặc Tử nó sẽ nằm trong cái khu du lịch Gành Ráng luôn. Nhưng mà cũng chưa biết tình hình như thế nào. Hả? Vô khu du lịch luôn mới có mộ Hàn Mặc Tử trong đó. Bây giờ mình sẽ quyết định xem coi có vô hay không vô. Vô đây đâu có tốn phí đâu. Không có tốn phí hả? Rồi cứ chạy thẳng xe vô. Rồi vô trong chỉ tốn tiền gửi xe. Mình thấy cổng khu du lịch cho nên mình cứ nghĩ là có phí. Nhưng mà khu du lịch Gành Ráng này không có phí nha bà con. Mình sẽ bắt đầu mình chạy qua đó và mình sẽ vô khu mộ Hàn Mặc Tử. Khu mộ Hàn Mặc Tử này là khu mộ mới hả con thôi? Mới di mộ về đây thôi, chứ khu chôn Hoàng Mặc Tử ngày xưa giờ thì ở đâu ta? Có nói không? Rồi hồi tối có coi nhưng mà bây giờ quên rồi, thôi về rồi mình coi sau đi. Giờ mình vô cái nào đã vào khu du lịch Gành Ráng rồi. Đây là một con dốc, chạy xe từ từ thôi. Taxi ơi từ từ thôi. Có nhiều người đoàn đi thì đoàn du lịch thì họ sẽ thả khách từ ở dưới để đi bộ lên. Còn nhà Abo thì cũng may có con ngựa chiến này. Rồi nhà Abo sẽ chạy lên luôn. Chúng ta chỉ tốn phí gửi xe ở trên thôi, ở đây không có thu phí vào cổng. Ông Hàn Mặc Tử đây là tuyên bố chủ quyền đầu tiên với mặt trăng. Ông đòi bán cái mặt trăng đó mà chưa có ai mua. Chắc thằng Mỹ nó qua nó mua đó. Ở đây cũng có mấy cái bảng lưu niệm nào có thể. Dễ thương ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái bãi xe. Để coi bãi xe ở đâu. Chúng ta sẽ đi lên luôn. Vâng, đi lên luôn, chắc ở trên này, bãi xe ở trên này. Ở đây là khu du lịch Gành Ráng và kết hợp với lại khu mộ Hàn Mặc Tử. Bãi xe ở trên này, đấy, chúng ta thấy bãi xe rồi. Bãi xe có rất là nhiều xe. Rồi, cho con qua luôn chú ơi, cho qua luôn chú ơi. Ôi, một tay. Rồi. Đây là một ngọn núi. Chúng ta sẽ gửi xe ở đây. Đây là từ bãi xe của khu du lịch. Chúng ta sẽ đi ra ngoài để đi tham quan. Không biết là chị Thư đã tìm hiểu lịch trình tham quan chưa. Rồi đi thôi. Chúng ta sẽ lên mộ Hàn Mặc Tử trước. Ở đây có một cái đơn vị khách đoàn họ đang thuyết minh. Ta sẽ lên chút xíu. Cái anh hướng dẫn viên anh nói nghe rất là hay nhưng mà mình không có trực tiếp văn thơ cho nên mình không dám đứng lại nghe. Theo người dân nơi đây cho biết, trước khi mất Hàn Mặc Tử có một di nguyện rằng khi qua đời sẽ được chôn cất trên đèo Son, địa điểm nằm ở thành phố Quy Nhơn. Năm 1940 Hàn Mặc Tử qua đời và được an táng tại Quy Hòa. Đến năm 1959 bạn bè người thân ổng đã cải táng và dời phần mộ này về Gành Ráng ngày nay. Rồi cái đó mình sẽ đọc sau đi ha. Năm 1959 là cái ngôi mộ đã được dời về đây, cải táng dời về đây. Lúc đó miền Nam Việt Nam chưa giải phóng đó mà. Và mộ cụ Hàn Mặc Tử thì đây là mộ cải táng, không phải là mộ nơi chôn ban đầu. Nơi chôn ban đầu là ở Quy Hòa, chứ không phải là Quy Nhơn. Và có vẻ là mộ cụ Hàn Mặc Tử thì theo đạo Cơ Đốc Giáo Thiên Chúa ha, đạo Thiên Chúa ha, tin lành. Cái tượng này là tượng mẹ, Đức Mẹ Maria.
Đây là đây an nghỉ trong tay Đức Mẹ Maria hàng mặt tử. Kính mộ hàng mặt tử muôn đời Đức Mẹ đứng bên con, tỏ rạng nghìn mai mãi mãi còn. Mặt tử lên đồi vương vấn biển, mộng cầm nửa dốc ngẩn ngơ non. Mộng cầm nó có cái bài hát của hàng mặt tử có nhắc cái mộng cầm đó nè. Cùng chăn ở lại với lòng son đoàn Đức Tuyên phò phò An Nhơn Bình Định 2020 vừa mới dựng lên. Có thể là tức cảnh sinh tình mà người Việt mình có một cái thói quen rất là lạ là nhét tiền vô trong đây không biết để làm gì. Và ở đây là mộ của hàng sử đây, những người dựng mộ hơn di mộ di mộ. Đây an nghỉ trong tay Đức Mẹ Maria hàng mặt tử tức Pedro Francisco là cái tên thánh ha, cái tên trong đạo. Nguyễn Trọng Trí là tên thật của ông á nè, ông tên là Nguyễn Trọng Trí. Hàng mặt tử chỉ là cái tên trời. Sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại Lệ Mỹ, tỉnh Quảng Bình. Mất ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại Quy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định. Alo, 28. Trời, 28 tuổi là quá trẻ luôn. Cải tán và lập mộ ngày 13 tháng 2 năm 1959. Chà, lúc đó cũng còn chiến tranh y xèo. Do chị là Nguyễn Thị Như Nghĩa, Nguyễn Thị Như Hải. Em là Nguyễn Bá Tín, Nguyễn Bá Hiếu. Bạn là Quách Tấn, Chỉnh Trang. Ngày 25 tháng 5 năm 2008. Vậy là cái này mới làm lại nè, cái tuần mới làm lại năm 2008. Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quy Nhơn. Đây là một Sài Gòn Tourist hả? Đây là cái đường đi lên chính diện ở mộ của cụ Hàng Mặc Tử. Nãy mình đi lên là đi từ cái bãi xe. Chúng ta sẽ quay ngược trở lên để chúng ta thấy tổng thể mộ của cụ ha. Nó sẽ bị che bởi sau lưng cái đám cây đó đó. Cái đám cây đó sẽ che cái mộ lại. Nó giống như là một cái miếng đá ở phía trước nhà của những nhà cổ ngày xưa. Nó sẽ có một cái miếng đá để che cái cửa vào. Chúng ta phải bước vào trong nhìn vô mới thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phía dưới để tham quan cái khu du lịch rền ráng. Hai mẹ con nó đã đi xa lắm rồi. Hai bên thì sẽ có những cái bệ đá này để cho những người đi lên họ cảm thấy mỏi chân thì họ ngồi. Có mỏi thì ngồi lại cô ha. Dạ. Rồi, giờ mình sẽ di chuyển tới. Hai mẹ con đang đứng chờ ở đây. Nam đang muốn mua quà tặng cho ai nè. Nè, mua cho con nè. Rồi đây là khu quà tặng làm từ gỗ rất là nhiều. Và ở đây là những cái tranh, những cái ảnh. Cái tranh này là khắc bằng bút nhiệt. Bút nhiệt họ khắc á. Qua bên kia sẽ thấy người ta khắc, hồi mình qua đây. Đây nè, đây là chị này đang khắc nè. Khắc bằng bút nhiệt, cái này giống như là cái mỏ hàng rồi đó. Rất là dễ thương. Hồi xưa Đà Lạt cũng nhiều lắm, nhưng mà giờ Đà Lạt thấy bị tiệt chủng rồi. Nam có muốn làm tấm gửi về cho ông bà ngoại không? Làm điện thoại ghé bưu điện đóng gói gửi về luôn. Gửi tấm này nè mẹ. Tấm nó hơi bự lắm, nhỏ nhỏ thôi. Chưa nhận. Ông bà ngoại thì không có cái chuyện nhận. Ông bà ngoại con tặng chữ khác. Chữ tên. Không, tặng chữ đi. Là con mong muốn ông bà ngoại phải đi tận dụng tuổi trẻ đi, đừng có ở nhà nữa, chờ con cháu chi cho nó cực. Có sức khỏe thì cứ đi. Rồi đây là khu phía sau. Chú đang xịt sơn bóng hả? Đây, ổng đang xịt sơn bóng cho cái bức tranh. Đấy, xịt lên cái màu nó lên rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi. Cái bự đó đó hả? Ôi, cái đó to lắm. To cái lắm con. Nó dậy nó bể hết. Hả? Chứ còn có chỗ cành. Rồi cái này chọn gì? Con tặng ba mẹ con cha mẹ nha, cha mẹ chơi tặng cha mẹ cây đức
Ồ, nó cháy lên luôn, ghê. Đó. Người được mệnh danh là người dân của Hàn Quốc. Chú đã ở cái vị trí kiềm đồ thiên nhân là đã hơn 37 năm. Và cũng đã đến những nơi mà Hàn Quốc ta đến và gặp được cũng như là chú sẽ chia sẻ thêm với nhà mình một ít về nhà ba. Trời ơi, sao? Thôi, nhưng mà khác hơn là niềm đam mê thôi à. Chính vì niềm đam mê thôi à, chúng ta đã tình nguyện ở bên bộ đây là 38 năm rồi. À, chế tại một lưu Victor cho nên tác chứ gọi là người dự lửa thôi à. Và thằng sẽ chế mại một bức lợi dụng khác là người đàn ông hy sinh hạnh phúc đời mình để sống bên bộ hạm tử. Thì với niềm đam mê, chúng ta đã đi tìm hạm tử, bút thích hạm tử. Đặc biệt hơn nữa, đi gặp 5 người tình của nhà thơ hạm tử và được hội nhà bên Việt Nam phát hành sách tái bản lần thứ 19 chúng ta xin giới thiệu. Để nguyên nhân biết rõ về đẳng tư liệu, chứ trên mọi là đã không có hình. Đây là hình ảnh của nhà thơ Hàn Mạnh Tử và 5 người tình của nhà thơ. Một người có tài cái đức như Hàn Mạnh Tử thì được rất nhiều người phụ nữ mến mộ. 5 hình này Vũ Kha đi siêu tầm lúc ấy khách với con trẻ. Tại sao chúng ta nhắc đến những người phụ nữ này nhiều? Bởi vì nhờ những người thơ này mà Hàn Mạnh Tử có nguồn cảm hứng để sáng tác những người thơ nổi tiếng. Hàn Mạnh Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, tên thánh là Francisco âm theo Công giáo. Sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại Đầm Phở Quang Bình. Năm 1932, Hàn Mạnh Tử vừa tròn 20 tuổi bước vào đời làm việc tại Quy Nhơn. Các yêu người yêu đầu tiên gọi là mối tình đầu. Đây là hình ảnh người yêu đầu tiên. Bà Hoàng Thị Kim Cúc gốc Huế sinh năm 1913 và bị mất năm 1989 tại đời 76 tuổi. Bà là người duy nhất trong năm này không lập gia đình. Đến năm 1935, Hàn Mạnh Tử vào Sài Gòn làm bảo thì các yêu yêu ra đó là mộng cầm mộng ngại. Và đây là hình ảnh mộng cầm cứ mỗi năm thì Vũ Kha lại vào tháp mộng cầm. Hình là Vũ Kha chụp tại nhà bà mộng cầm ở Bình Chánh năm 2006. Bà mất cuối năm 2007 tại Bình Thuận, bà đó 90 tuổi. Mối tình của Hàn Mạnh Tử và Mộng Cầm đang nồng thắm thì Hàn Tử gấp vào Bình Phong, cho nên mối tình tan vỡ. Thì có một nhân vật thứ ba là Mai Đình. Mai Đình là người được tiếp tân nhân và cũng là người đã thắng bộ nhiều lần. Vũ Kha đẹp rất nhiều lần Mai Đình và cứ mỗi lần ra đây thì Vũ Kha sẽ dắt Mai Đình lên của Hàn Tử, dẫn cô lên để chụp hình đây mình. Còn đây là người yêu của Hàn Tử mới mất năm ngoái, đã là tập thương yêu cấp Huế sinh năm 1956. Ngày 2 tháng 3 năm 2019 cô có căn là chính thức. Ngày 20 tháng 9 năm 1940, một mùa thu định mệnh, Hàn Mạnh Tử đã vào đại phong quy hoạch cách đây 3 cây số đi đường sông sau năm ngoái bị mất các phòng đại bản thân nam và chúng tại quy hoạch 10 trên 5 bị cải tạo. Ông thứ hai mà cứ bảo chúng tôi nhắc nhở tất cả sinh viên nam ai cũng biết đó là vì ở đây không bị già và là người suy nghĩ riêng bài ở đây không già chứ đây chúng ta biết vừa là đây không già thôi. Chú ca nghe nói là bài nhân dân của quốc chú ca đến già còn nói đây đây qua còn hàng ba của nhà thơ có mấy trường nào ở đâu tất cả là chúng ta đều mất mấy cái này thì không nói được. Còn cái bài thơ mà bài nhận nhất là tôi tập nhất đến cho chúng ta là tên tôi rồi. Và chúng ta sẽ tập hai bài thơ tiếp nhất này. Nếu đứa quý vô mà không biết hai bài thơ này là rất biết cho điện hình một tài năng của các tác nó như thế nào. Mình có thể đặt từ như đầu ra chỉ cuối như mọi bài thơ mà được. Rồi chúng ta đặt ngược lại thì chúng ta được lộn lên. Về tất cả gọi là một hành động. Là một bài thơ đã khó, đặc biệt là rất khó. Chỉ có nhà thơ Hàn Mạnh Tử, tính ra tất cả Việt Nam mới làm một bài thơ. Và chúng ta sẽ là bài thơ thương nhiên. Khoa trời ngày loại cửa lòng gương là cảnh vườn cây ngọc thâm vương tha thiết liễu yên hồ rừng lộng tình thờ mai còn gió đưa hương xa người như thanh tịnh lai láng cách bạn ngâm thơ vẽ bạn qua lại yến ngàn châu ủ đá hò đạn sẽ có dế bên đường đặc biệt là gương mặt từ bên dế nó sẽ cà cò lá ủ dâu cà yến lại qua bàn vẽ rượu thơ lâm bạc vãng lãng lai tình thành nhau người xa tương đưa cho tổng mai thờ hừng bóng ngực hồ yến liễu kiết tha vương vắng nổi thêm buồn cảnh lạ gương lòng cửa ngoài gấp cười mặt các bạn nhớ. Và bài ca đi hiệp, bài đi hiệp cũng như cửa sống với là phần người đồng bóng tài năng đáo. Bèo trôi đến những sóng mênh mông, tòa mặt bờ xa bằng liễu trong, che hướng tiếp qua vợ cổ hải, chi bền chạm trên vật trung không. Theo là người xé mây mờ mịt, họ đã không leo trong đạo đầu, neo thả đi đâu nơi đỉnh nước, bèo trôi nước dần sóng mênh mông. Đặc biệt là ngược lại, mong mênh sóng dần nước trôi bèo, trước đỉnh nơi đâu biết thả neo, đồng đạo đóng reo trong đất họ. Mờ mênh làm neo không đến phần đất tràn bền chỉ tại khổ vừa qua thì cũng trèo trong liệu bóng xa mưa mặt cỏ không mơ sắp được đứt cơ mẹ từ đây là ở cách này ngày đã mà đến các gì lấy sắp được tên tác giả chị đang ghi ở dưới cái đế của cái quà tặng. Anh sẽ đưa cho Mỹ Tâm. Nguyễn Anh Bình. Mỹ Tâm. Mỹ Tâm là ca sĩ hả con? Đây Nguyễn Anh Bình. Cô khéo tay quá. Ở đây có chữ kính tặng bà ngoại. Rồi quý Mỹ Tâm trước. Ở đây.
Mỹ Tân thôi, Mỹ Tân nói gì hả con? Cô lựa cho ông tặng ông nội cái gì, hôm nào về thì... Ông tặng cho ông nội ông voi đi. Ông nội bà nội đi, hôm nào về thì gọi. Màu khác này nè. Màu khác. Cái này là anh ta cho cái này cũng anh bằng. Giống nhau luôn à. Cái này đánh chữ nguyên hai chữ thì một chữ trên một hộp, một chữ trên một hộp. Nguyễn anh bằng. Trời ơi. Từ từ, cứ từ từ. Cái này là hình như con búa này con tặng bó đi. Hàng như cung nè. Đúng rồi, cái này là 12 giá. Cô cho mẹ con mèo không con? Có con chuột nè. Này con chuột phải không con? Ờ, con chuột. Ừ, đúng rồi. Lấy con chuột. Cái này con gì? Đưa cậu trả cho. Cậu trả đó. Ai ông nội? Tại con cái bình rượu mà. Tặng trong lại có bình rượu. Ông uống rượu đó, không bình rượu. Cái đó là bồ lô. Bồ lô bình an. Dạ, bình an, bình an. Rồi, bình an. Dạ. Đưa cô. Cô có lấy không? 11 con, 11 cục. 330.000. Công em quay phim nãy giờ không có giảm cho em miếng nào ha. Không có trong trả lời gì chút chưa. Chắc đi đường này chứ. Đường này xuống bãi đá trứng. Đúng rồi, đường này xuống bãi đá trứng hả? Gền ráng. Di tích Phan Văn Lao thắng cảnh được nhà nước công nhận xếp hạng 15 ngày 15 tháng 11 năm 1991. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu đá trứng. Các bạn thân mến, chúng tôi định ghé đây để tham quan mộ cụ Hoàng Mạc Tử thôi, nhưng mà rất là tốn tiền. Chúng ta tốn 2 miếng gỗ và chúng ta tốn 11 cái cục gỗ với lại một quyển sách, rồi một quyển sách của Hoàng Mạc Tử. Rồi cả nhà bây giờ sẽ xuống bãi đá trứng của Nguyên Nhân, nằm ở khu du lịch Gành Ráng ha. Ở đây là dinh bà Chúa Ngọc. Bãi đá trứng nằm dưới này luôn hả ta? Bãi đá trứng chắc nằm ở dưới này luôn, nhưng mà ở trên này nó có cái gọi là dinh bà Chúa Ngọc. Dinh bà Chúa Ngọc. Thôi mẹ đi vô xuống xe hả? Thì cứ đi thôi. Ở bãi đá trứng dưới này luôn hả chị? Bãi đá trứng dưới này luôn hả? Rồi. À, bãi vô 60 mét chứ không phải. À, thôi sẵn vô luôn đi rồi gắn tiên xa. Tiên xa là bãi mà tiên xuống hả chị? Dạ, tiên tắm. Ở trong kia bãi xuống, bãi tắm, bãi kia cọ rồi giờ rồi. Dạ. Rồi, chúng ta xuống gần gắn tiên xa là ở đây. Cái bảng chữ buổi tối chúng ta nhìn từ Vịnh Quy Nhơn nhìn lên chúng ta thấy đó là nằm bên này. Gần gắn tiên xa. Khu này có vẻ tâm linh. Rồi, chúng ta chỉ điểm tin vậy thôi chứ không quay sâu vô trong. Cái này giống ở đây rất là mát. Ra tới đây chúng ta nhìn qua cái vịnh Quy Nhơn. Đây đây hả, gần ráng tiên xa buổi tối nhìn qua đấy hả. Đi xuống dưới cũng được. Chúng ta sẽ rời khu này, gần ráng tiên xa. À, cũng là miếu dinh bà Chúa Ngọc. Chúng ta sẽ rời ra khỏi đây để chúng ta đi lên chút xíu, lên để lên bãi đá trứng. Bãi đá trứng thì chúng ta sẽ đi lên một chút xíu từ chỗ này. Rồi, chúng ta đang tiến sâu vào trong khu du lịch bãi đá trứng này. Ở đây có một cái nhà hàng ăn uống rất là lớn. Đây, nhà hàng ăn uống rất là lớn. Điểm check-in nhìn từ ngoài nhìn ra rất là lớn. Không, đây vô đây ăn uống nghỉ ngơi hóng gió trong đó được. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đi ra phía ngoài để tham quan khu bãi đá trứng. À, chúng ta bước xuống ha. Bãi trứng hoàng hậu nè, bãi tắm hoàng hậu nè. Đây, và đây là bãi trứng. Chúng ta sẽ đi xem coi bãi trứng nó ra làm sao. Bên này cũng cái nhà rong này rất là đẹp, ở chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Và bên này là cái đường đi xuống bãi trứng. Này, chúng ta chỉ tham quan bãi trứng để xem coi nó cái trứng nó như thế nào. Wow, trời luôn. Nó tròn tròn. Rồi, chúng ta đã được cái thông tin của từ chị Google, nằm trong khu quy hoạch du lịch Gền Ráng, du lịch Quy Nhơn, bãi tắm Hoàng Hậu đẹp một cách kiêu sa, đài cát như tên gọi của nó. Đến đây bạn sẽ không chỉ thích thú với những không gian bình yên
trong lành của thành phố biển mà còn được ngắm hàng nghìn viên đá khổng lồ với những hình dáng độc đáo ấn tượng. Chắc chắn cảm giác được thả bước với đôi chân trần hoạt nhẹ qua những viên đá mát lạnh sẽ là trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ qua khi ghé qua bãi tắm Hoàng Hậu. Đây chỉ là một cái đoạn giới thiệu thôi. Đó, đây là những cái hình ảnh hơi khó mà thấy được. Nó chụp qua máy chụp hình thì nó đẹp quá, nhưng mà ra ngoài này Google thì Google gõ là ta ra. Yeah, Google gõ, nhưng mà xuống thực tế ở đây thì nó không đẹp được như vậy. Tôi sẽ không xuống bãi đá trứng mà chúng tôi chỉ xuống tới bãi chụp hình thôi. Tới không? Được không? Rồi chúng tôi men theo con đường mòn để đi xuống bãi đá trứng. Rồi đây, chị Thư đang đứng trên một cái tảng đá siêu to khổng lồ. Và phía dưới là bãi đá trứng của chúng ta. Rồi, anh ấy đã ngồi đây để nhìn biển xuyên qua cái cái khe này. Rất là đẹp, cái khe này nhìn ra đây nè, đó, cái cảnh này rất là đẹp thấy không? Rồi, bây giờ là 10 giờ rưỡi, chúng ta sẽ rời khu du lịch Gành Ráng Tiên Sa này để về khách sạn trả phòng và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình để đi Tuy Hòa, Quy Nhơn. Tuy Hòa, Quy Nhơn thì có gành đá đĩa cũng rất là hấp dẫn, tuyệt vời đây. Rồi, chị Nam ơi, đứng dậy. Stand up. Nghe cái cục hả? Hay quá. Rồi, chúng ta đi thôi. Rồi bye bye Gành Ráng Tiên Sa mà cũng bye bye luôn Quy Nhơn nhé. Việt Nam ở Quy Nhơn, bưu điện trung tâm Quy Nhơn để gửi đồ về thành phố Hồ Chí Minh. Vịt. Này, giờ. Giờ hả? Giờ. Chúng tôi đang gửi hàng về thành phố Hồ Chí Minh. Đóng hàng rồi hả? Chị đóng cho mình hả? Chị quấn. À, quấn chứ để về gửi phải không? Đi thôi, đây chúng ta đang ở bưu điện thành phố ra, mát quá mát quá. Rồi đi thôi. Chúng ta sẽ về khách sạn thôi, trả phòng rồi chúng ta sẽ đi nhanh gọn lẹ. Rồi, nhà Abo vừa mới check out 56 Lê Hồng Phong, khách sạn Hương Giang. Bây giờ chúng tôi sẽ trên đường về tới Tuy Hòa, dự kiến là 2 giờ 17 phút là tới Tuy Hòa, nhưng mà chúng ta sẽ đi lâu hơn bởi vì còn thời gian ăn uống nữa. Ta tới thị xã Sông Cầu chắc ăn trưa, chúng ta sẽ ghé thị xã Sông Cầu. Rồi bây giờ bắt đầu đi thôi. Bên đường với nhà Abo, một là nó rẻ, hai nữa là rất là ngon. Rồi đây, thêm nhiều uống mấy hạt ngậm mà ngon. Cà phê ở Quy Nhơn có cái tâm rất là giống nhau.
chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lên đường mình thôi. Rồi, tạm biệt nguyên nhân nha. Ấy dữ vậy chị. Món gì chị? Món cơm hả? Thôi ăn thử. Chị mời em á nha em à. Nó mềm á hả? Thôi thử đi. Đỡ khỏi em ăn thử nè, lạc nó đắng lắm. Cái đó là ngon. Ngon. Ngon không? 20 ngàn cái. Đúng rồi, em tính nói chị quá rẻ mà chị bán 30 cho nên em không thể nói được. Không. Chị tặng em trái nữa nha, em lựa trái nhỏ thôi. Rồi đây chị chủ ở đây rất là dễ thương. Chị tặng cho một cái học dưỡng ba con á, ba đang học dưỡng ba con. Chị tặng cho một cái mận ăn. Rồi lên đường rồi, cảm ơn chị. Sẽ phải về và hỏi trên mạng thôi. Cái đường này chính là đường quốc lộ 1D đi về Tuy Hòa đây. Chúng ta đang mong men về Tuy Hòa và dự kiến tới thị xã Sông Cầu chúng ta sẽ dừng để ăn uống. Đấy, thị xã Sông Cầu. Ngày xưa có một bài hát cũng nói về có cái sông cầu, nhưng mà không biết sông cầu này hay sông cầu ở miền Bắc thì mình không biết. Cái bài sao trời lọt qua mắt lưới, tình yêu có từ nơi nào? Nơi nào chúng ta khác là nơi nào? Tình yêu có từ nơi nào? Băng qua một đoạn sông cầu. Chắc ở đây quá à. Bạn hát có viết ở đây quá, bạn hát có viết hay quá à. Rồi, xong chưa, xong chưa? Rồi, bay qua đi, hai ba. Bay qua không được đâu, leo đi con. Đó, trời ơi, ghê ghê ghê, gà nhảy dữ thiệt. Ghê ghê ghê. Rồi, đi thôi, chúng ta đi thôi. Tuy Hòa, Abo tìm được một cái bàn rất là dễ thương. Cái bàn này chắc dễ thương nhất trong quán cơm. Quán cơm Thanh Bình này tiếp khách đoàn cũng nhiều. Vừa mới đổ trên đèo gì băng á, cái gì băng á. Nãy không có nhìn nhưng mà thấy như không phải cái gì băng á, 2,9 cây số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn cơm nhé. Rồi đây, chúng ta nãy đi từ Phú Yên chúng ta ở đây từ Quy Nhơn chúng ta đi qua đây. Ở đây sẽ có một số cái đầm, cái vịnh nó rất là to. Ở đây, chúng ta đang ngồi ở khu vực này, quán cơm Thanh Bình. Chúng ta đang ngồi ngay cái khu đầm này, nhưng mà nó không có định hình tên gì. Bản đồ chúng ta cũng hơi bị thiếu chút xíu. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ hỏi chị Hưng Cơm ra xem coi cái vịnh, cái đầm này tên gì. Ngồi lên đây có cái đầm nữa nè, cô thôi. Này đúng đầm luôn nè. Nó đi vòng mới vô tới trong, rất là rộng không? Nhưng mà chúng ta chưa lên đường đó, chúng ta đang ngồi ở đây quán cơm Thanh Bình. Chúng ta đang đi đường AH1. Cơm Thanh Đạm và quán cơm Thanh Bình đây. Rồi. Bạn Nam thì đang kêu gọi một con mèo đi dụ đó. Meow. Meow. Chúng ta đang chờ cơm. Đây chúng ta đang kiếm cơm sườn trứng. Chúng ta sẽ có nước khoáng thiên nhiên đảnh thạch 460ml hồi mình trả. Ở đây sẽ là đóng bằng chai cái gì? Chai thủy tinh. Đấy, còn ly cà phê của anh Phi đây. Phi một hồi anh Phi sẽ bỏ nước đá vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui thôi. Rồi đây, cho thêm đây. Khui này có nhiều cách khui lắm. Có con dao
đa năng của mẹ. Không, hoặc là ba lấy hai cái bình bắt kéo này nha. Thầy để đây cũng được. Đợi cho mấy cái bàn thôi. Thầy qua đây. Ủa này có ga hả? Ga. Nước đánh thạch thường cái có ga. Không, này. Rồi chúng ta sẽ kiếm chỗ chúng ta phui. Chúng ta đặt về đâu đây? Đâu đây? Một chai thôi nha. Rồi sau khi chúng ta phui ra. Có ga không? Được. Nước suối này, nước khoáng này nó sẽ có ga. Nhưng mà không biết nó ga như thế nào đây, chúng ta sẽ uống thử. Ga không mùi. Cạn ly. Rồi. Đánh thẳng. Nó lạc nhưng mà nó có ga giống như là CO2 vậy đó. Không biết cái cách chế biến của họ như thế nào, nhưng mà đây là một nước khoáng thiên nhiên. Đánh thạch. Đánh thạch này ngày mai mình đi đường cao quá quát, mình đi vô vài ngày nữa chứ xin lỗi. Mình đi từ Nha Trang qua bên Đà Lạt qua đèo Khánh Lê, mình sẽ lấy cái đoạn đường đi vào đỉnh thạch này cho các bạn xem. Nó có công thức ở trên này á, có CO2 không? Không có thấy CO2, có natri không? Natri, kali, canxi, magie hay mangan? Mangan. Fe là sắt, H2SiO3. Không có biết đâu, đọc vậy thôi chứ không biết. Chinh phục em mèo gãi nó đảo nó nằm xuống luôn à. Rồi gãi đó có đây cổ nó đảo nó nằm xuống luôn. Đây ba dĩa cơm này, tường trứng và một ít thịt ba rọi. Hay cũng vậy, thầy cũng vậy, cho chúng ta ghé ven đường cho nên nó là chúng ta ăn thanh đạm như vậy thôi, đơn giản ha. Trời, ở đây là quán cơm Thanh Bình thuộc thị xã Sông Cầu, Tuy Hòa, Phú Yên. Ở phía dưới này có một em mèo, em đang nằm chờ. Meow. Đang nằm chờ. Dù nó bằng thời gian này mà nó không có ở nhà được. Nó tan đây. Nhà ngươi cứ nằm đó đi. Đây là cái bọc của mấy ly cà phê chúng ta dùng để chúng ta rửa trái cây. Đi đường xa chúng ta sẽ không có rổ rồi này nọ, chúng ta sẽ rửa trái cây trong này. Đổ trái cây vô, rồi lấy nước, đổ trái cây vô rồi chúng ta sẽ rửa cho sạch. Sau đó chúng ta sẽ cho muối ra và chúng ta sẽ ăn mà thôi. Rồi sau khi chúng tôi rửa xong, có bọc nước rửa xong, chắc nước ra thì chúng ta sẽ có một cái món ngon lành. Đây là mận Hà Nội nhưng mà mận sống nha. Mình mua ở Quy Nhơn, còn mận sống. Nhưng mà mận sống này nó không có đắng giống như trái mận mà hồi xưa mình ăn ở đợt cách đây khoảng tháng mình ăn ở Đà Lạt, hái trên cây xuống là nó đắng lắm. Nhưng mà trái mận này lại không đắng. Trái mận sống này ăn ngon. Rồi, ngon lắm. Không biết nó ngâm cái gì mà ngon không? Không có chấp á. Rất là ngon. Trong khi đó bạn Nam vẫn còn cơm, xin một chén cơm thêm. Em ấy ăn cơm rất là nhiều. Và em ấy sẽ ăn hai chén canh. Và vừa ăn rồi em ấy vừa chăm tóc con mèo. Giờ đang chuẩn bị muối bỏ vô đắc lắc. Để con hòn nó vừa đi, nó vừa ăn, nó vừa phun. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đường thôi. Rồi chúng ta đi thôi. Chiếc xe cùng đường với chúng ta. Rồi tạm biệt Sông Cầu, chúng ta sẽ thẳng tiến Tuy Hòa. Đây cổng chào đã xuất hiện trước mắt chúng ta, chỉ còn 7 cây nữa thôi chúng ta sẽ vào tới khu trung tâm rồi. Thành phố Tuy Hòa cách thành phố Nha Trang sẽ là 128 cây nha, 126 cây rồi. Ban thông tin đã điều chỉnh lại là 126 cây. Bạn chào thành phố Tuy Hòa, rất xinh và rất đẹp. Ở đây có nguyên một vàng ống bi, ống cống đây, đang chuẩn bị làm đường lại.
đang chuẩn bị đại hội đảng bộ hay gì mà hôm qua nay Đắk Lắk rồi Phú Yên, Tuy Hòa treo cờ rất là nhiều. Phía trước nhà Abo đang đi dọc tuyến đường Bạch Đằng dọc cái bờ biển của Tuy Hòa. Phía xa xa là một cây cầu dài cũng không thua gì cây cầu Thị Nại cả. Cây cầu này tra thử thôi là cầu gì có thôi. Đây là cây cầu Hùng Dương. Theo đánh giá của mình thì chắc nó cũng phải tầm 2 cây số à. Nó là gì không biết nữa, chưa có đánh giá nào hết cho nên là mình cũng không có khẳng định, nhưng mà biết là nó rất là dài. Nhưng mà một cái là nó bắt qua cái một cái cửa sông không có đẹp như cái đầm Thị Nại ở Quy Nhơn. Chào hai cha con nhà Bo, xin chào. Tôi đã ra tới Tuy Hòa rồi. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều và tôi đang đi vòng Bạch Đằng dọc và ở đây chúng tôi có thể nhìn lên thấy cái cầu Hùng Dương. Di sư đang chụp cái cầu, chụp hình cái cầu. Rồi thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi lòng vòng để chúng ta tìm khách sạn cái rồi.